Xin chào bác Sang. Chào chú Kiên nhé. Anh giới thiệu luôn trang chiếc gì của anh có giới thiệu thì giới thiệu đi. Con. Hôm nay em xin phép được nên giao lưu với toàn thể vừa con một tác phẩm xanh Nam Biển nhé. Đấy, một cây xanh Nam Biển trực luôn, cực kỳ đẹp luôn. Để mời quý bà con cùng thưởng lãm và giao lưu tác phẩm này. Để giới thiệu cho bà con một gốc cây này. Này ngày xưa nó là một cây cổ ngọn, một cây to. Chứ không phải là của đấy. Cây xanh tán từng à bác? Không không, một cổ ngọn cây to. Người ta cắt và bây giờ chăn nuôi như thế này. No. Đấy. Nhưng một cây cổ ngọn mà cắt ra thì các bác biết là nó già rồi. Đấy. Rất tuyệt vời luôn các bác nhé. Rất tuyệt vời, trực lùi đẹp. Cây cắt giật từ A đến Z nha các bác nhé. Cắt giật từ gốc đến ngọn luôn này. Cây này sau các điểm này nó mím hết là khiếp luôn. Một cây xứng đáng để chơi, xứng đáng để chú tẩm. Em đo hoành nhé, quắc nhé. Hoành của nó là 125. 125. Hoành 125. Cao 90. Cao chỉ có 90. Xem cái thước thì có bị trừ mất số người không? Tàn 1m1. Cao 90, tàn 1m1. Đúng tỷ lệ vàng đấy. Quý vị và các bác nhé. Tỷ lệ vàng luôn. Rồi, quay gần cho các bác xem này. Cây này. Quá phê luôn cây này. Nó già đẹp. Cây già đẹp. Cây này em xin giao lưu tới toàn thể quý bác. Giá là 45 triệu nhé. Giá chỉ 45 triệu. Cho một tác phẩm là xanh Nam Biển trực lùn này. Nói chung là cao, chiều cao 90 mà hoành gốc 120. Nó tỷ lệ vàng đấy. Cây rất đẹp nha các bác nhé. Cây này thì chấm hết rồi. Cây này càng chơi càng đi tìm nhiều các bác nhé. Nói chung là nhà vườn em thì nói chung là có tí công thôi, thì là giao lưu thôi. Nói thật với các bác, cái đồ này bác nào mà giữ được thì tuyệt vời lắm. Chấm hết luôn. Mà mặt trước mặt sau đều đẹp hết nhá. Bác đọc luôn số phone đi. Số điện thoại của em là 0976 821 509. Hoặc bác nào có thiện chí thì mời các bác về với Đan Phượng Hà Nội để cùng thưởng lãm và giao lưu tác phẩm này nhé.